Double kill. Rồi. Vọt nước à. Chân dài còn chấm. Chịu dân anh ngồi. Đi chơi. Chính xác. Gì? Đây nói chuyện hai chị đàm phán. Rồi. Chứ một chị này không được. Nói chê thì chịu rồi. Tuấn Anh là bóng hồng duy nhất. Bóng hồng quá tài. Lúc em vào đây là Tuấn Anh giàn mặt em đấy. Ừ, chắc là bóng hồng duy nhất của công ty. Thôi chiêu xin bóng hồng. Ủa? Cái gì vậy? Anh em cái gì? Quá mệt mỏi rồi. Im ngay. Ủa. Ừ. À ơi, nhà bảo là lướt xong cái đồ gì ăn. Chịu rồi. Thôi cho thỉ. Thôi không dám. Royals đi coi rẻ nè. Thôi. Đừng kêu là coi rẻ nè. Mà được cái nó ngon. Đi là đắt. Cơm gì ăn đây cũng ngon. Ôi lần thứ hai mình có con té đó chính là do sắc ba. Nhắc lại. Dạ, thêm 3 lần nữa. Chết Việt Nam. Cái tăng để ở sau cuộc chiến là cái phần nào ở đâu đấy? Chết đi. Một cái. Một cái cuối cùng. Cái gì? Wow, cái phần view folder đó. Không ở ngoài đấy. Cả một nó chưa dùng nữa để ngoài đây có cả một cái file 1 với 2 đúng không? Đấy đấy có một hai cái file thêm một cái này đúng không? Cả cái này đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng sinh thì nó mới xấu thì mình xin tụi em không nên xem được cái xấu ý là sinh mới xem là sinh mà còn cái kia đây chả thèm xem chả anh
bắn đúng không anh em? Có cắt không? Hả? Dạ mày rất lười mà không lấy âm cho tao nữa. Ô, thằng này nó thích tự hủy cái gì đấy. Thằng này thử bom keo quá này. Đây đợi xíu em mình check Zalo á ha. Check Zalo. Đây, chơi game. Em nợ xấu. Sao chơi game trên Zalo? Ờ, nó có như Facebook này. Có cái phần chơi game riêng á. Chơi cả Zalo không? Rồi em chơi gì? Em chơi với gì nữa? Yugi H5 để chơi cho nó. No. Buồn thì mình chán rồi. Ủa sao không có gì hết cả. Xóa rồi. Bảy ngày 11 tháng 5 lớp chúng ta kiểm tra cuối tuần của CGB với lát thôi luôn. Thôi đừng hâm nữa. Ê, bao nhiêu?
thế bình thường là chín cũng bảy thế á. Có mấy lần nữa anh vừa nó đang nhiều mà anh CDP thôi, tức là tùy giảm beta. Beta nó tối hơn chỉ ăn. CDP thường thứ ba nó mới giảm giá. Thứ tư là đồng giá với auto sáu năm. Bình thường thứ ba nhỉ? Thứ tư là ai? Nhân viên kỳ cứ ôm cái. Con từ đợi cho học cấp ba là đã ấy rồi mà. Trăm hai mươi là hàng ba, ba hàng đầu, 124 là